Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón cư bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời thông tin, thay mặt cho 30 tập hình trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ vạn sự đều may đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ba mươi tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị và trong nội dung video ngày hôm nay mà ba mẹ chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới cưa bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử di báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời tuổi tân sửu sinh năm 1961, trời thương Phật độ. Cầu một được 10, tiền của bao la, bạc vàng nhét đầy két, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống có những thời điểm đặc biệt khi may mắn bất ngờ gõ cửa, mang đến những cơ hội vàng để thay đổi cuộc đời. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý khán giả khám phá tử vi của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024, khi mà có sự xuất hiện của thời điểm vàng cực kỳ may mắn và giận đỏ như son đang chờ đón. Bản mệnh có tò mò muốn biết liệu thời điểm vàng này sẽ mang lại những điều tuyệt vời nào cho người tuổi Tân Sửu hay muốn tìm hiểu những dấu hiệu may mắn và cách tận dụng cơ hội trong thời gian tới, đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của video này vì những thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất để đón nhận những điều tốt đẹp. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 với tính cách hiền hòa, trung thực và kiên nhẫn, luôn có sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Trong thời điểm vàng của từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, họ sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ, mang đến những cơ hội lớn về tài chính, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đây là thời điểm lý tưởng để họ bước phá, đạt được những thành công đáng kể và trải nghiệm những niềm vui bất ngờ. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về những ngày may mắn, những cơ hội tuyệt vời và những lời khuyên hữu ích dành cho người tuổi tân sửu sinh năm 1961 trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Hãy lắng nghe thật kỹ và chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tuyệt vời đang chờ đón bạn. Quý bản mệnh tuổi tân sửu thân mến, có bao giờ tân sửu nghĩ tại sao mình lại giấc giả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi? Long đông lận đận, chắc chắn là có, chắc chắn từng có, lúc tân sửu than thân, trách phận, hận mệnh, oán đời, tiếc thời thế không thông mà giận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc tân sửu thấy bất đắc dĩ hoặc mình bị lôi vào giận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Tân Sửu nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra, đã bao giờ Tân Sửu tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng, Tân Sửu thua là do Tân Sửu chưa đủ giỏi, rằng Tân Sửu lỡ thời cơ là do Tân Sửu chưa đủ tự tin chăng? Đã bao giờ Tân Sửu đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết tính toán trước sau trong từng lựa chọn, chắc chắn là có đúng không? Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên, ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân thức con người mình, nên lắm lúc tân sửu cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự ngẫm và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của tân sửu thay đổi, trình độ của tân sửu nâng cao tư cách của Tân Sửu thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Tân Sửu xứng đáng có được cơ hội để chuyển mình, giúp cuộc đời thăng hoa. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Di sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử di của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024, giúp quý bản mệnh chẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Bản mệnh chỉ cần tránh ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ, đổi đời giàu sang. Và không để cho quý khán giả chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết hãy chắc chắn xem hết lá số của mình để nắm trọn lấy vận may hiếm hoi trong những ngày cát lành này. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong 12 con giáp thì Sửu là con trâu, hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam ta, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế, năm Sửu cũng là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Sửu đa phần là người đáng tin cậy, họ sống có nguyên tắc trong công việc không ngại gian nan họ làm việc cẩn thận không biết mệt mỏi là gì chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua câu cực như trâu mà người việt ta hay nói dí doan rồi đúng không ạ à? tuy nhiên trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng họ biết lắng nghe ý kiến của người khác nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi quan điểm của họ cũng rất khó khăn đấy những người tuổi tân sửu mệnh thổ bích thượng thổ là người có tài lãnh đạo tổ chức quản lý người khác họ có lập trường chắc chắn vững vàng lòng quyết tâm cao chừng nào chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước gặt hái được nhiều thành công những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm đối với họ càng gian nan thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng gian dội vinh quang bấy nhiêu bên cạnh đó người tuổi tân sửu còn được trời phú cho khả năng làm quản lý cho dù trình độ năng lực của họ không được cao siêu, nhưng ở bất cứ công việc nào, khả năng quản lý của họ là rất tốt, hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Tân Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý, họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể, chỗ đông người, ở đó, họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách của tuổi Tân Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc rõ ràng yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình muốn cho tất cả mọi người biết rằng người yêu của mình xinh đẹp đáng yêu như thế nào người tuổi tân sửu là con giáp rất thật thà chân thành và tốt bụng họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân trong cuộc sống người này có tính tự lập cao Tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi mà ngược lại họ luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách trong công việc khi phải đưa ra quyết định họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người những người này trung thực hào phóng ngoài ra sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh và chính những người bạn này sẽ hỗ trợ cho tuổi tân sửu rất nhiều trong công việc họ có tham vọng gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống vì thế cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền tuổi tân sửu có tầm nhìn dài hạn nhưng cũng rất nhạy cảm thích mạo hiểm họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn tuy nhiên ngay cả đối với những lý tưởng của mình họ vẫn sẵn sàng thay đổi chấp nhận rủi ro cuộc sống họ là những người giàu nghị lực và lao động không biết mệt mỏi luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình hầu như những người tuổi tân sửu đều thích cảm giác an toàn tuy nhiên một lúc nào đó họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp nhìn chung những người thuộc tuổi tân sửu thường mang đầy đủ đức tính cần cù trung thực và đáng tin với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập đáng kinh ngạc họ còn được biết đến với tư duy logic sắc bén và khả năng đối phó với những thách thức phức tạp để thiết lập một mối quan hệ tốt với người tuổi tân sửu việc tôn trọng tính cách riêng của họ thấu hiểu cả khía cạnh mạnh và yếu của họ cùng việc chú ý đến cách giao tiếp sẽ giúp họ đạt được sự hòa hợp tốt nhất xem tử di thấy rằng Cuộc sống của người tuổi tân sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy, họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình. Trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định trong cuộc đời. Tuổi tân sửu có nhiều bạn bè, tri kỷ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nam mệnh tuổi tân sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tính quá. Nữ mệnh tuổi tân sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc chứ không có thói quen chờ đợi người khác. Tuy nhiên, vào những lúc cần thiết họ lại dịu dàng, ngoan hiền, chính đặc điểm tính cách này đã giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới, nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình trở nên khá giả, nhờ con cái mà cuộc sống có nhiều niềm vui. Xét tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch nhận thấy, đây sẽ là một tháng vận trình của người tuổi tân sửu có thăng có trầm, có lên có xuống, nhiều điểm may mắn bất ngờ, nhưng cũng tồn tại những nguy cơ rình rập mà tân sửu không thể chủ quan. Nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của tuổi tân sửu tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định, cá nhân được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới báo hiệu, cơ hội thăng tiến không hề ít, khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng, mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bạn mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Bên cạnh những điểm thuận lợi đó, có điểm báo tiểu nhân quấy phá, do ảnh hưởng của hung tinh thiên quang, Tân Sửu cần hành sự thận trọng, đừng để bước đường thăng tiến bị cản trở. Xét về phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng trước, người kinh doanh buôn bán tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu bất ngờ. Tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chớ nên nóng dội kẻo đối mặt với rủi ro. Ngoài ra, ở thời điểm này người tuổi tân sửu cũng chú ý đi đứng thận trọng kẻo ra chạm xe cộ, gặp quả huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Tiếp theo sẽ là phần luận giải dẫn trình tử di chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi tân sửu sinh năm 1961 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi tân sửu sinh năm 1961, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, nhờ được nhiều các tin soi chiếu, hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định đây sẽ là tháng cơ hội liên tục mở ra với người tuổi tân sửu khi có tam hợp quý nhân xuất hiện thời điểm này tân sửu phát huy được năng lực bản lĩnh vững vàng của mình cá nhân được tập thể ủng hộ tài năng được chứng tỏ tinh thần làm việc hăng say đạt được thành tích đáng nể dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp sẽ có chỉ điểm vào lúc thích hợp để bạn đi đúng đường thế nhưng điều đó không có nghĩa tân sửu hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác hãy mạnh dạn làm theo ý của mình tin tưởng vào năng lực của bản thân kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân tân sửu sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi mọi việc hoàn thành đúng tiến độ tân sửu được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Nhìn chung, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà tân sửu mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm thuận lợi đó vẫn có những nguy cơ rình rập mà tuổi tân sửu không thể chủ quan nếu không muốn công sức bấy lâu thành giả tràn xe cát biển đông. Tử Di từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch nhận thấy có thể tân sửu đang phát triển mạnh mẽ quá nên rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Nhất là khi hung tinh thiên quan nhập cục, tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của tân sửu, không để tân sửu dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất tân sửu có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm. Nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường lạc lối mà mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân xét về phương diện tài lộc. Cục diện tỵ sửu bán hợp mang tới khá nhiều tin vui về tài chính. Ở thời điểm này, tân sửu có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh, buôn bán cũng đều có thu nhập tăng dọt. Việc kinh doanh, buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng. Lợi nhuận thu về vô cùng khả quan, thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó, nay cũng bắt đầu sinh lời bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này Tân Sửu có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm dượng Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng dội kẻo rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến Tân Sửu dễ dấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết là hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bạn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, đặc biệt đang lúc tài lộc rủng rỉnh. Dù không phải là người tiêu xài phung phí, nhưng tuổi tân sửu lại mắc bệnh mê hàng hiệu, dễ xa đà ném tiền vào những món đồ đắt tiền. Dù tiền nào của nấy nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, tân sửu sẽ tiêu tốn khoảng không nhỏ mỗi tháng cho thú vui hàng hiệu, tự gây gánh nặng tài chính cho bản thân. Thầy Phong Thủy cho biết, để kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực của tài lộc từ này đến rằm tháng 7 âm lịch này. Bản mệnh nên chú trọng bài trí phong thủy hợp lý ở hướng Tây Nam của văn phòng, bàn làm việc, nhà ở tại phương vị này, phi tinh tháng có bác bạch tài tinh cư ngụ. Bài trí hợp phong thủy sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc dưỡng phát. Nếu có điều kiện, tân sửu cũng có thể đặt một số vật phẩm phong thủy màu đỏ như quả cầu phong thủy bằng thạch anh. Tỳ hưu phong thủy tại hướng đông nhằm gia tăng hỷ khí của cửu tử, từ đó khơi thông nguồn năng lượng tích cực, mang tới sự may mắn, thịnh vượng hơn cho tài lộc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Phương diện tình cảm thật sự lý tưởng, nhờ có tam hợp cục chiếu mệnh, nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa bất ngờ. Các mối quan hệ tình cảm xã giao xung quanh bản mệnh đang diễn ra hết sức tốt đẹp, giúp tinh thần bạn luôn hân hoan, vui vẻ. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái từ đó tìm được người phù hợp với mình, quan trọng là bạn đã chịu mở lòng mình ra đón nhận hay chưa. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn thắm thiết, những lần cãi giả và cả xa cách trước đó chỉ khiến cho tình yêu càng thêm bùng cháy, có thể thời điểm này. Tân sửu độc thân sẽ tính tới chuyện trăm năm, trong gia đình, vợ chồng tuổi tân sửu dần tìm lại được tiếng nói chung sau những xung đột trước đó. Cùng nhau vuông sới hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, bạn và người ấy đều không ngần ngại chủ động hâm nóng mối quan hệ để gìn giữ hạnh phúc hiện tại. Theo dõi phi tinh tháng, nhất bạch chủ nhân duyên đào hoa, khí ngủ ở vị trí đông nam của ngôi nhà, phòng khách, phòng ngủ. Nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để các khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về tình cảm, con cái. Xét về phương diện sức khỏe Nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại, Thế trạng của tân sửu tốt nên hầu như ít ốm giặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Chỉ cần tân sửu vẫn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì chẳng lo bệnh tật quấn thân. Có điều, đây là thời điểm đầu mùa thu, nhiệt khí thay đổi nhanh chóng, khiến khí lực hư hào ít nhiều, khó tránh tình trạng mệt mỏi, quể oải, cảm giác đuối sức. Nếu tân sửu có lối sinh hoạt điều độ thì tình trạng này sẽ sớm thiên giảm trong thời tiết nóng nực. Tân Sửu nên uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm mang tính hàn, có thể ăn nhiều hoa quả, song chú ý tránh một số loại hoa quả gây nóng trong người. Ngoài ra, thời điểm này người tuổi Tân Sửu cũng chú ý đi đứng thận trọng kẻo ra chạm xe cộ, gặp quả huyết quang do ngủ quỷ gây hại. Đối với nữ mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi tân sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của dẫn khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Nhờ được tam hợp thái tuế che chở, tuổi tân sửu dự báo thời điểm này có nhiều hậu thuẫn tư quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Nhờ bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình công việc tiến triển môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ tân sửu có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng đề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé tài chính dựng về thứ tài nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu Tân Sửu đang ấp ủ tham vọng gì thì thời điểm này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, Tân Sửu vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Ở thời điểm này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực. Với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện Tuổi tân sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị, các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cháu để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Về sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, tân sửu chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể dục thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Tiếp theo sau đây, sẽ là vận trình tử ghi chi tiết trong 3 ngày một và cẩm nang dượng dẫn của tuổi tân sửu sinh năm 1961 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi tân sửu sinh năm 1961. Đây có thể nói là thời điểm vàng, với người tuổi tân sửu thì những ngày này là thời điểm mà tài lộc bùng nổ rực rỡ luôn đó, chẳng những tiền về tay, mà công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến cực kỳ khả quan con giáp này biết cách phát huy những năng lực còn đang tiềm ẩn của mình thêm nữa tân sửu lại được quý nhân trợ giúp nên mới có thể thuận lợi vượt qua những trở ngại khó khăn mà kẻ tiểu nhân gây ra xin nhắc tuổi tân sửu làm gì thì cũng nên chú ý để nắm bắt thời cơ kiếm tiền thần tài sẽ đến bên tân sửu vào hai ngày cuối mang tới cho con giáp này nhiều điều bất ngờ thú vị nhưng bản mệnh hãy nhớ rằng làm từng chút từng chút một sẽ tốt hơn là ôm đồn nhiều thứ cùng một lúc nhé. Quý nhân là tuổi tỵ và tuổi dậu, tiểu nhân là tuổi mùi và tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê, con số may mắn, 96, 43, 72. Tử vi từ ngày 13 đến 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi tân sửu trong những ngày này sẽ có nhiều cơ may phát tài lắm đó. Nói như vậy là bởi điểm báo tử di thời điểm này cho thấy bản mệnh đang được hàng loạt các thần dây quanh. Mà đặc biệt nhất là những các thần đó đa phần chủ về tài lộc, kim tài, bản mệnh sẽ không mất nhiều thời gian vào việc tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cho mình đâu. Khoảng thời gian này, bạn chỉ cần ngồi yên, tập trung nắm bắt thời cơ và phát huy hết khả năng của mình là cũng đủ để kiếm được một khoản kha khá rồi sở dĩ tử di khuyên bản mệnh ngồi yên là bởi nếu bạn cứ đứng núi này trong núi nọ rồi xôn xao khi thấy chỗ này kiếm tiền nhiều hơn chỗ kia rồi lựa chọn qua lại cuối cùng thứ mà tân sửu nhận được chỉ là cơ may bị hụt mất mà thôi có điều này bản mệnh cũng cần phải nhớ đừng nên sốt ruột quá mức bởi phải từ ngày thứ ba trở đi thì tài lộc mới thực sự khởi dượng lúc đó mới bắt đầu thấy tiền bạc về tay tân sửu càng sốt ruột thì càng không làm được chuyện gì đâu trong thời điểm này, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có tiền bạc kéo về, tuy nhiên, dân kinh doanh buôn bán sẽ thấy mình may mắn hơn hẳn những lúc trước đó đấy. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: xám, nâu. Con số may mắn: 02, 66, 45. Tử Di cảnh báo đến bản mệnh tuổi Tân Sửu về ba hiểm họa cần tránh và cách hóa giải từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Một là công việc. Dường như người tuổi Tân Sửu không quá quan tâm đến những cái đích mà mình đã đặt ra từ trước, bạn chỉ mong muốn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc thực hiện những công việc mình yêu thích. Tình hình sức khỏe không được tốt cũng khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán trường. Tân Sửu thường hay nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình hơn là tập trung cho nhiệm vụ được cấp trên giao. Việc Tân Sửu cũng chỉ tìm cách để đối phó cho qua chứ không thật sự dành tâm huyết. Đó cũng chính là lý do khiến Tân Sửu thường xuyên bỏ dở công việc giữa chừng, khiến người khác phải khắc phục rắc rối giúp mình. Hai là đề phòng kẻ xấu. Người tuổi Tân Sửu phải có lòng đề phòng những người xuất hiện bên cạnh mình. Bản mệnh cần phải giữ tinh vào sự lựa chọn của mình, không bị những lời bàn ra tán vào làm lung lạc ý chí khi bị đồng nghiệp nói xấu hãm hại tân sửu cần hết sức bình tĩnh và dùng sự thật để chứng minh con người thực sự của mình hãy tập trung vào nhiệm vụ để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chứ đừng nên tốn thời gian để tham gia vào những cuộc đôi co vô ích người làm ăn kinh doanh không nên vội vàng ký kết hợp đồng hoặc dồn hết tiền cho một lĩnh vực nào đó khi chưa kiểm chứng thông tin một cách rõ ràng chớ nên lơ là để xảy ra sự cố đáng tiếc phải dùng tiền mới có thể bù đắp được ba là nguy cơ mất tiền người làm đầu tư kinh doanh cần cẩn thận hơn trong việc ký kết hợp đồng hoặc hợp tác với đối tác khách hàng trong khoảng thời gian này sự mệt mỏi thiếu minh mẫn có thể khiến bạn để sót những lỗi sai không đáng có gây ra tổn thất cho công ty doanh nghiệp mình đồng thời ở thời điểm này bản mệnh nên chú ý chi tiêu tiết kiệm hơn bởi bạn có thể tốn tiền cho các vấn đề sức khỏe của mình đấy đừng nghĩ rằng những căn bệnh giặc không tốn của bạn bao nhiêu tiền bởi nếu tình hình cứ kéo dài, Tân Sửu sẽ nhận thấy túi tiền của mình cạn kiệt nhanh chóng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm, trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng để biến đổi tình hình này hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện xem xét việc tái cấu trúc bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn đem tỏi theo bên mình tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, Việc lựa chọn hương hương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân, nên đặt hương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ giới thổ địa và đọc lời cầu nguyện đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của niết bàn, khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt thậm chí sắt muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn trên đây là phần luận đoán tử di chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.